Từ một sinh viên kiến trúc ở Việt Nam, sau hơn 10 năm miệt mài trên giảng đường trường y và làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện, Huỳnh Trần đã trở thành bác sĩ thực thụ và đang điều hành một phòng khám tư ở Los Angeles ở Hoa Kỳ. Anh sẽ kể lại những trải nghiệm thú vị của mình trên chặng đường đã qua trong cuốn sách sắp xuất bản bằng tiếng Việt, và đó là những kỷ niệm mà anh không thể nào quên khi còn là sinh viên y khoa và cho đến bây giờ khi đã là một bác sĩ. Giải phẫu là một trong những lớp học tôi nhớ mãi khi còn ở trường y. Không phải là do tôi tiếp xúc hay là mổ nhiều xác, mà là do tôi hay về thăm gia đình ở Michigan. Bác sĩ Huỳnh bắt đầu câu chuyện của mình. Ở buổi học giải phẫu đầu tiên, nhóm của anh gồm 6 sinh viên được giao một xác người còn nguyên vẹn. Trước khi bắt đầu mổ, chúng tôi cảm ơn và cầu nguyện cho người đó. Tôi nhắm mắt tưởng tượng ra người đàn bà này lúc còn trẻ, có lẽ cũng đẹp và nhân hậu. Giờ đây cô chỉ còn là một cái xác lạnh tanh, bộ ngực lép xẹp chảy xệ, hai bên nách da bụng cô nhăn nhúm sau vài lần sinh, tay và chân cô hơi sưng do được tiêm hóa chất xử lý. Tôi đặt tay lên trán lạnh tanh của cô, thầm cảm kích và biết ơn người thầy đầu tiên của mình. Sau đó cả nhóm tìm hiểu cơ thể người bằng cách mổ xác, dần dần từ bên ngoài vào trong các hệ và cơ quan theo lịch học. Trong nhóm có 3 bạn nữ. Hôm đầu tiên mổ xác, một bạn nữ đang ngất xỉu vì không chịu được mùi và thấy cảnh tử thi bị dốc ngược lên để được xử lý bơm hóa chất. Vậy mà sau này bạn ấy trở thành bác sĩ ngoại khoa ung thư, bác sĩ Huỳnh chia sẻ. Một vài tuần sau khi đã quen với việc làm bạn với xác người, nửa đêm sinh viên y lên phòng xác, đông như là trẻ hội, dần dần có người còn vừa mở nhạc thính phòng vừa tỉ mỉ mổ tách thùy não. Buổi cuối học giải phẫu, các sinh viên làm lễ tri ân, thắp nến và cầu nguyện cho tất cả bệnh nhân hiến xác tại giảng đường. Mùa đông vừa follow, tiết trắng xá lạnh lẽo, gió thổi ào ạt bên ngoài giảng đường. Tôi nhìn hàng trăm ngọn nến li ti như hàng trăm linh hồn của nhiều người hiến xác, cảm nhận sự ấm áp và cao thượng của đồng loại khi họ đã hiến thân mình cho kiến thức y khoa chúng tôi học ngày hôm nay. Sau buổi lễ, tất cả xác đã giải phẫu xong được hỏa táng, cho được chôn dưới các gốc cây trong khu vườn kỷ niệm trong vườn trường y. Ngoài mổ trên xác thật, sinh viên y khoa còn được giao một bộ xương thật để mang về nhà học thêm lúc rảnh rỗi. Cơ thể người có khoảng 206 xương, bao gồm các xương rất nhỏ và ở những vị trí khó nhớ. Học xương trên bộ xương khô dễ nhớ hơn trên mổ xác, nên nhiều sinh viên cứ ôm một bộ xương lẩm bẩm tên Latin cho dễ thuộc. Bác sĩ Hình chia sẻ, lúc bây giờ các trường y tại New York đều thiếu xác học giải phẫu ngoại trừ trường của anh. Trường Đại học Buffalo, đến lượt anh được giao bộ xương đem về nhà. Anh để nguyên bộ xương bên cạnh giường để mỗi sáng thức dậy lẩm bẩm tên Latin của chúng cho dễ nhớ. Cứ vài tuần, anh lại lái xe từ Buffalo, New York về Michigan thăm nhà. Để gần hơn 2 km, anh chọn con đường đi qua Canada, sau đó lại vào nước Mỹ, thay vì chỉ đi xuyên nội địa. Một lần về nhà, tôi để nguyên bộ xương thật trong thùng xe phía sau và ung dung lái qua Canada rồi vào lại biên giới Mỹ. Vừa vào nước Mỹ, tôi lập tức bị hải quan hỏi thăm. Lý do là khi quét qua xe tôi, họ phát hiện hình dáng một bộ xương. Cũng may là hộp đựng xương có ghi tên trường tôi học và tôi có mang theo giấy tờ sinh viên nên được phép về nhà. Lần đó tôi hiểu là chở theo một bộ xương qua biên giới có thể gây rắc rối to và có thể khiến cho tôi bị cấm vào nước Mỹ. Sau môn giải phẫu thú vị, các môn khác lần lượt làm cho tôi sụt cân và mất ngủ do kiến thức y khoa như là bờ bến. Tôi học chưa thuộc cái này đã có cái khác đến. Thầy dạy sinh hóa của tôi nói trung bình 10 năm thì có khoảng phân nửa kiến thức y khoa mới được cập nhật và thay đổi. Nghĩa là những gì chúng tôi học 10 năm sau chỉ còn đúng một nửa, vì đó đã có những phát hiện mới trong y khoa. Vì vậy làm bác sĩ là phải học cả đời. Tốt nghiệp ngành y đại học Buffalo và chương trình tiến sĩ y khoa tại trường y khoa Đại học State University of New York, hiện là bác sĩ Huỳnh Trần là chủ một phòng khám tư ở khu người Việt phía đông Los Angeles. Bác sĩ Huỳnh hiện còn là bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện Methodist Hospital, chuyên nhận bác sĩ nội trú đến phòng khám của mình để mà giảng dạy. Anh cũng đang giảng dạy tại trường y của California, North State University. Định cư Mỹ 6 năm nay, sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn còn nhiều trăn trở với nghề. Làm sao để kịch nói không chết dần chết mòn trên đất Mỹ? Làm sao để kịch thu hút được khán giả trẻ? Nghệ sĩ Bảo Quốc là tên tuổi lớn trong làng kịch, cải lương và cả phim ảnh Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ, người nghệ sĩ tài danh này luôn biến hóa đa dạng trong các vai diễn hài và cũng lấy nước mắt
của không biết bao nhiêu người trong các vai bi. Với gần 60 năm đứng trên sân khấu, báo chí viết về cá nhân ông, một người nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng. Quá nhiều, nên khi chúng tôi xin hẹn phỏng vấn, ông nói rằng ông đâu có gì mới mà để viết. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến kịch nói của người Việt tại Mỹ, như bắt chúng nỗi niềm, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vẻ nhận lời ngay. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, hỏi ông có buồn không khi mà kịch nói của người Việt ở Lido Sài Gòn hiện nay khá là eo ụt. Một năm chỉ có vài vở diễn, khó bán vé và thậm chí vài nơi còn trả tiền cachet cho diễn viên bằng vé xem kịch. Để diễn viên tự đi bán lấy tiền thì ông thở dài. Buồn chứ sao lại không? Bởi vậy, ông và Hồng Loan mới dành hết tâm huyết để mà giữ khán giả. Để khán giả không quên kịch, với kịch dài Kali trong nhà ngoài phố phát trên đài Việt Face TV vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, chủ yếu do chú đưa ý tưởng rồi Hồng Loan và các bạn khác viết thành kịch bản. Đến nay đã phát sóng được 40 tập rồi. Nhiều khi chú ra ngoài khán giả đến nói cảm ơn. Nhờ chú mà họ được xem kịch trên TV tại nhà. Họ mong chú cố gắng, đừng ngưng làm. Tình cảm của khán giả như vậy là động lực cho chú tiếp tục cống hiến. Nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ như thế. Nhưng ông cũng trăn trở với khán giả, ông tin rằng 10 năm, 20 năm nữa, những nghệ sĩ kịch trẻ hiện nay cũng sẽ tiếp nối nghề của các nghệ sĩ đi trước. Nghĩa là vẫn sẽ đứng ra dàn dựng những vở kịch. Tuy nhiên, có kéo được khán giả những người đang là thế hệ thứ ba hiện nay đến rạp hay không là một điều cần suy nghĩ. Thế hệ này phần lớn sinh ra lớn lên ở Mỹ hoặc là sang Mỹ khi còn nhỏ. Các cháu đi học trường Mỹ, hấp thu văn hóa Mỹ, nên kịch và cả cải lương có lẽ không phải loại hình hấp dẫn các cháu, ông nói như vậy. Bởi vậy, nhưng với tâm huyết của một người nghệ sĩ cả đời gắn bó với sân khấu, không muốn nhìn kịch chết dần, nghệ sĩ Bảo Quốc luôn nói với các diễn viên kịch ở tuổi con, tuổi cháu của ông như vậy. Ông nói rằng phải thật là nghiêm túc với nghề, phải diễn hết mình, dù chỉ là một vai diễn nhỏ, xuất hiện chỉ vài phút, và đặc biệt phải làm sao cho khán giả trẻ thích kịch. Khi đã thích thì họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của họ và quay trở lại. Ông nhớ lại, lúc đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán giả, ông thấy nhiều bạn trẻ ngồi cạnh những người lớn tuổi. Ông đoán rằng các bạn trẻ đó có thể là con hoặc là cháu, mua vé rồi chở cha mẹ hoặc là ông bà đến xem kịch. Có nhiều người nghĩ rằng, diễn cho người lớn tuổi xem thì diễn sao cũng được. Còn khán giả trẻ thuộc thế hệ thứ ba ở Mỹ đâu biết gì về kịch. Nghĩ như vậy là rất sai. Các bạn trẻ đó là khán giả tương lai. Bây giờ các bạn trẻ này đến sân khấu kịch vì chiều lòng ông bà, chiều lòng cha mẹ. Nhưng nếu các diễn viên kịch diễn hay, hấp dẫn thì các bạn trẻ đó sẽ quay lại cùng với bạn bè. Kịch nói hay là cải lương trong tương lai có còn sống được hay không là nhờ vào thế hệ khán giả trẻ này. Ông chia sẻ và bày tỏ như thế. Nổi tiếng về diễn hài nên nhiều người nghệ sĩ, như là nghệ sĩ Bảo Quốc, ngoài đời hẳn là người rất hài hước, dễ tính. Nhưng không, ông nhẹ nhàng và khá là nghiêm khắc, và đặc biệt là ở trong công việc. Khi tập duyệt, ông đòi hỏi diễn viên phải nghiêm túc, không được vừa giỡn vừa tập. Còn khi đi diễn thì bất kể sân khấu lớn hay nhỏ, khán giả nhiều hay ít, tuổi tác ra sao, cũng phải diễn hết mình như nhau. Ông luôn dặn các cháu, các em là đừng bao giờ coi thường khán giả. Bởi vì khán giả là người nuôi sống mình, làm cho mình có được tên tuổi như ngày hôm nay. Ông nói như thế. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc cười hiền khô và nói rằng cuộc sống của Mỹ, cuộc sống của chú ở bây giờ bình yên lắm. Chú thích cuộc sống gia đình, trước giờ vẫn vậy. Hồi đó dù là bận rộn cỡ nào, chưa cũng về nhà ăn cơm với bà xã. Thực ra thì tôi đi diễn xong là về nhà ngay, và bây giờ cũng vậy. Hiếm khi ra ngoài la cả với bạn bè, và bây giờ còn có thú vui chăm sóc sân vườn, cây cảnh. Thực ra là một ngày qua nhanh lắm ông ạ. Rồi nghệ sĩ kể về các con, các cháu, và đặc biệt là vợ chồng người con gái út là diễn viên Hồng Loan và cháu ngoại Gia Linh,
Hiền đang ở cùng vợ chồng ông ở trong một căn nhà lớn khang trang với hồ nước chảy róc rách ở bên ngoài và với rất nhiều hoa trên đường Glasgow thuộc thành phố Huntington Beach. Ngoài Hồng Lan, vợ chồng ông còn có hai người con trai khác cũng đang sống tại Mỹ. Còn người con gái lớn Hiền vẫn sống ở Việt Nam. Ông cho biết cứ vài tuần một lần, vợ chồng ông cùng với gia đình các con đi du lịch cùng nhau. Cũng may là các con của ông cũng là những người trọng cuộc sống gia đình, xem gia đình là trên hết. Với đứa cháu ngoại út này thì mới 5 tuổi nhưng bé Gia Linh đã bộc lộ được năng khiếu diễn xuất và hát từ mẹ. Đó là chưa kể khi đón chúng tôi tại cửa, bé đã cúi rạp người chào khách bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Thế hệ diễn viên kịch, khán giả trẻ yêu kịch, yêu văn hóa Việt Nam có lẽ không đâu xa từ việc nuôi dạy và gìn giữ tiếng mẹ đẻ ngay trên đất Mỹ này. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là chuyện là tại sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ thay vì lấy vợ tại Mỹ. Đây có lẽ là vấn đề mọi người rất quan tâm và đặc biệt là các anh chị em ở Việt Nam luôn ôm mộng lấy chồng Việt Kiều là sẽ được đổi đời. Nếu chia sẻ này có chút động chạm tới nhiều quý anh cũng như mong được bỏ qua, bởi tôi chỉ muốn nói rõ, nói thẳng, nói thật cho các anh chị em trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Lý do tại sao Việt Kiều mình về nhà lấy vợ, đầu tiên đã về Việt Nam lấy vợ, đa phần là do bên này khó kiếm mà nôm na là anh em mình vẫn nói với nhau là ế vợ. Bởi lẽ khi về Việt Nam lấy vợ, đâu có còn thời gian mà yêu đương, chủ yếu là nhờ mai mối, không ế thì đâu có cần mai mối. Do vậy, chị em cần hiểu là đàn ông Việt Nam lấy vợ thường thì là người như thế nào. Các quý anh bên này, tôi mạn phép xin được chia thành hai nhóm, những người qua Mỹ từ nhỏ và những người tới độ tuổi lao động mới qua. Đầu tiên là những quý anh được qua Mỹ từ nhỏ là khoảng từ 3 đến 15 tuổi thì rất là may mắn vì họ được học hành giáo dục theo kiểu Mỹ từ nhỏ. Họ được thừa hưởng lối sống của Mỹ nên cơ hội rộng mở hơn rất nhiều. Được cái là người Việt mình lại học hỏi rất giỏi nên đa phần những cô bé du học hay là cậu bé du học sẽ không chỉ Việt Nam mà còn nước khác sẽ luôn tự săn đón những anh chàng cô nàng này. Có chồng tài giỏi lại có thêm chiếc vé ở lại Mỹ, dại gì bỏ qua. Thậm chí là mấy anh nào kém quá, học xong ra trường thì vẫn chưa có tìm được vợ thì các gia đình Việt Nam gọi nôm na là môn đăng hộ đối. Cũng sẽ ngắm nghía gia đình anh này từ trước. Cha mẹ ở đây thường là có tư duy thích con dâu Việt, bởi vì cùng chung tiếng nói, cùng chung văn hóa, không có bị chênh lệch quá nhiều về cách sống cũng như là lối suy nghĩ. Còn lại là các quý anh qua Mỹ ở độ tuổi lững lơ là từ 22 đến 25 trở lên. Qua đây phải bươn trải cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, còn hơi đâu mà đi học. Tôi cũng mạn phép nói thật, những người đi học được chỉ đếm trên đầu ngón tay và phải là người cực kỳ có ý chí. Do vậy, đa phần là lao động chân tay, thu nhập hàng tháng gần như là chỉ đủ chi phí sinh hoạt, hoặc là có dư thì cũng chỉ vài trăm. Nói thì nhiều quý anh sẽ cảm thấy tự ái, nhưng mà sự thật là thân mình còn chưa có lo đủ. Phụ nữ bên đây có thèm để ý tới mình không? Họ đâu có sai vì họ phải lo cho tương lai của họ sau này. Họ đâu có thể gửi gắm tấm bản thân cho một người như vậy. Có thể sẽ động chạm, nhưng mà nói thẳng là mình không có cửa. Vậy thì làm cách nào để có thể lấy vợ trẻ đẹp? Đó là về Việt Nam. Bên đây mình có thể lao động chân tay, thậm chí là homeless, nhưng mà mát Việt Kiều thì vẫn ngon. Chưa kể là nếu có về Việt Nam ăn mặc sang trọng một chút, chi tiêu, hào phóng, mạnh tay một chút, rồi lại còn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thi thoảng thì đá chút tiếng Mỹ, thì các em vẫn đổ là chuyện quá bình thường. Các em gái, đặc biệt là những em gái sinh sống ở miền quê, sẽ nghĩ rằng qua đó mình được đổi đời, cuộc sống trong đất nước văn minh, chồng mình sẽ không có bạo lực đánh đập gia trưởng hay là rượu chè tụ tập như mấy anh ở đây. Chưa kể là người ta muốn đi Mỹ là phải tốn vài chục ngàn, mình có vé miễn phí thì tội gì mà không đi. Do đó mát Việt Kiều thì vẫn có giá rất cao. Nhưng sự thật, các anh lấy vợ là bởi lý do gì?
Nói điều này hơi động chạm, chứ thanh niên độc thân như anh em mình qua bên này thì làm hãng khó mà có thể khá được, nên mới phải sớm lấy vợ. Lấy vợ rồi vừa có động lực thoát nghèo, vừa có người phụ mình làm, vừa được giảm thuế, vừa có người cùng mình nỗ lực cố gắng và san sẻ bớt các gánh nặng chi phí. Các chị khi biết được chuyện này đâm ra vỡ mộng, chán nản vì cuộc sống không có như mơ. Các cô vợ bị chồng mình lừa dối như vậy khi qua đây rất nhanh chán, do đó đã có rất nhiều vụ ly hôn, thậm chí là có người còn nói các anh đang mang hộ vợ người ta qua đây. Cũng dễ hiểu thôi, mình không có lo được cho người ta nên người ta phải tự tìm một người có thể che chở cho tương lai sau này của họ thôi. Lỗi là tại mình, ngay từ đầu không có dám nói thẳng, nói thật, để cho người ta hy vọng nhiều quá rồi thành hụt hẫng. Do vậy, tôi có mạn phép khuyên mọi người như này. Thứ nhất là các chị em phụ nữ là hãy tìm hiểu thật kỹ, chứ đừng nghĩ là ai cũng được may mắn, ai cũng được đổi đời. Chuyện được sung túc, được hạnh phúc, đó là chuyện có thật. Nhưng tin tôi đi, chỉ là một số trường hợp rất hiếm hoi mà thôi. Điều thứ hai đó là cũng mong là quý anh đừng giận khi tôi nói ra điều này. Mình có sao thì nói vậy, đừng có gian dối người ta mà tội nghiệp người ta. Hãy cứ nói thẳng, nói thật, rằng là tôi bên Mỹ phải cực như thế này, có thương tôi thì qua giúp đỡ tôi, rồi hai vợ chồng cùng mà cố gắng. Mình làm vậy là tạo tâm lý cho người ta, giúp cho người ta đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi lẽ qua bên này, nếu cả hai cùng cố, chuyện thoát khổ là hoàn toàn dễ dàng. Thậm chí là hai vợ chồng có thể khấm khá hơn, dư tiền mua nhà, mua xe, rồi lo cho con cái sau này. Đó là chia sẻ hoàn toàn thật lòng của bản thân tôi. Dù có thể động chạm nhưng vẫn mong mọi người hãy cân nhắc thật kỹ về vấn đề này. Thực ra có một điểm tích cực cho những chị em phụ nữ ở miền quê Việt Nam. Nếu như là có một người bạn trai là Việt Kiều về hỏi cưới thì đó là điều vui mừng. Bởi lẽ nếu như hai người thương nhau thật và biết chấp nhận cuộc sống sau này để mà cùng cố gắng, thì cơ hội ở nước Mỹ này quả là rất là tốt cho tương lai của hai người cũng như là tương lai của con cái. Sống trên đất Mỹ này, tất cả những người biết cố gắng và luôn nỗ lực vươn lên thì thành quả đều được nhận một cách xứng đáng. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.